hành trình yêu tiếp theo. Mùa hè năm nay vẫn là thiên hạ của sao nam hoa ngữ. Lý Hiện, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều lần lượt nổi tiếng. Có thể nói mỗi một năm vào dịp hè, khán giả lại có thể tìm thấy một vài ngôi sao nam hoa ngữ nổi tiếng. Nhưng thị trường tiểu hoa thì lại hoàn toàn ngược lại. Các nam diễn viên đa phần đều chỉ cần một bộ phim nổi tiếng là nổi tiếng, nhưng nữ diễn viên lại cần ít nhất vài tác phẩm nổi tiếng mới tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Thế hệ tiểu hoa chính X là một ví dụ điển hình về điều này. Trên bảng xếp hạng nhân khí, ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba thì gần như không còn bóng hồng nào xuất hiện. Ngay đến Dương Tử liên tiếp có nhiều bộ phim nổi tiếng, nhưng phải nhờ đến Hương Mật Tựa Khói Xương năm ngoái mới có thể tiến đến biên giới của lưu lượng ngôi sao. Và năm nay, sau khi Thân Ái Nhiệt Ái phủ sóng, Dương Tử mới được thăng cấp lên một bậc lưu lượng tiểu hoa. Trong giới giải trí hoa ngữ, ngoại hình của Dương Tử không được xem là thật sự xuất chúng. Tuy nhiên, Dương Tử lại có được diễn xuất thiên phú cộng thêm tướng mạo khá là có duyên với khán giả. Có thể đóng tốt vai đồng niên, ngoài Dương Tử chắc chắn người còn lại là Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử khá là biết cách phối hợp với nam chính đóng cặp cùng mình. Năm ngoái là Đặng Luân, năm nay là Lý Hiện. Sau khi Thân Ái Nhiệt Ái nổi tiếng, Dương Tử cũng trở nên hot không kém. Bởi vậy, những bộ phim cô tham gia cũng có thể nhanh chóng được phát sóng. Năm 2018, bộ phim Chàng Trai Mà Cách Ly Của Em do Dương Tử Mã Thiên Vũ hợp tác cũng sắp lên sóng ra mắt khán giả. Chỉ có điều cốt truyện của bộ phim này cực kỳ giống cốt truyện của một bộ phim Đài Loan hơn 10 năm trước. Phim có nội dung kể về Mạc Cách Ly, một chàng trai từ nhỏ đã sống trong rừng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Lăng Hy, nữ tổng tài bá đạo vô tình đưa Mạc Cách Ly về thành phố, hai người sống dưới cùng một mái nhà. Mạc Cách Ly trở thành cầu nối giữa Lăng Hy và thiên nhiên. Nhờ anh mà Lăng Hy học được những triết lý về thiên nhiên, có thêm nhiều hành động bảo vệ sinh thái. Hai người cùng học tập, cùng trưởng thành và hình thành một thứ tình cảm gọi là tình yêu. Bộ phim Kính Song Thành đánh dấu sự hợp tác trở lại của Dương Tử và Lý Dịch Phong, vốn đã ấn định ngày bấm máy. Dương Tử cũng đã lên lịch trình làm việc nhưng không ngờ dự án này đột nhiên bị hủy bỏ. Bởi vậy nên Dương Tử đã nhận dự án phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều, hợp tác cùng tiểu sinh vừa nổi trong hè này là Tiêu Chiến. Xét về đội hình diễn viên có thể thấy khá là ưng ý, sự kết hợp của tiểu hoa quốc dân và tiểu sinh lưu lượng chắc chắn sẽ là một sự kết hợp không tồi. Tuy nhiên, đề tài của bộ phim này lại khá trùng lặp so với các tác phẩm trước đây của Dương Tử. Nữ chính trong Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều là Lâm Chi Hiệu, một nhân vật khá giống với đồng niên. Thậm chí trong nguyên tác, khả năng cầu tiến trong sự nghiệp còn cao hơn nhiều, nhưng khi chuyển thể thành bản truyền hình đã được chuyển thành nữ chính ngây thơ ngốc nghếch. Hiện tại, Dương Tử và Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho khâu tạo hình, dự án phim dự kiến sẽ chính thức bấm máy vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Có khá nhiều người không hài lòng với dự án phim này. Không chỉ có fan của Dương Tử mà còn rất nhiều khán giả cho rằng nếu Dương Tử cứ mãi đóng vai diễn này thì cô sẽ không tạo được sự đột phá lớn trong sự nghiệp. Thậm chí khán giả còn cho rằng Dương Tử đang đi lại con đường của Đường Yên. Và bộ phim Thời Gian Đều Biết của Đường Yên lên sóng trong thời gian gần đây với rating chưa đến 0,2 chính là một sự cảnh báo cho cả Đường Yên và Dương Tử. Có thể do giới giải trí hiện nay ngày càng thiếu những kịch bản phim hay cho nên Dương Tử cũng không có nhiều lựa chọn. Nhưng dẫu sao khán giả cũng hy vọng nhìn thấy sự tiến bộ của cô bé Tiểu Tuyết năm nào. Và cũng bởi Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là hai tiểu hoa 9X có khí thế nhất hiện nay. Mong rằng Dương Tử sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa ra mắt khán giả. We'll be right back.